kính chào quý thầy, quý cô, và cháu xin kính chào tất cả các cô bác anh chị em. Dạ thưa, hôm nay có lẽ đây là một cái show Tết trễ nhất giờ em được hát năm 2023. Dạ thưa, show Tết là vẫn còn Tết. Dạ thưa, con xin kính chúc tất cả quý vị chúc mừng năm mới. Dạ một năm mới an khang, tình vượng, sức khỏe dồi dào. Và đêm nay thật là ấm áp và thật là vui. Dạ sau đây con xin mời quý vị chúng ta chào đón không khí của mùa xuân về. Dạ hồi nãy bolero nhiều rồi. Dạ bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tung tăng đón chào mùa xuân mới qua điệp khúc mùa xuân của nhạc sĩ Quốc Dũng.